giò chả, món ăn truyền thống quen thuộc của người Việt. Tùy theo địa phương mà món ăn này sẽ dùng những nguyên liệu, gia giản khác nhau để chế biến. Chả cá rô Hồ Tây, món ngon dễ làm nhưng rất hấp dẫn trong mâm cơm gia đình. Chị Vân ơi, khi mà nói đến cái món chả cá rô Hồ Tây ấy, thì lúc đầu em có hơi liên tưởng đến những cái món chả cá mà mình chiên ở trên chảo, ăn với mắm tôm. Tuy nhiên là khi mà gặp chị thì em thấy là cái món chả cá rô Hồ Tây của chị nó lại khá là khác biệt. Vậy thì chị có thể chia sẻ một chút về cái món ăn này của mình được không? Cái bản thân cái cá rô Hồ Tây này là thì dinh dưỡng rất là cao, canxi rất là nhiều, rất tốt cho bổ xương này. Và trong y học cổ truyền ý, thì món cá rô cũng rất là bổ tỳ, bổ vị. Và nó rất là tốt cho sức khỏe. Vậy là em có thể hiểu là đây không phải là món chả cá thông thường mà chị chế biến theo kiểu chả cá giã tay. Đúng không ạ? Vậy thì chị có thể chia sẻ một chút là để mà làm được cái món ăn này nó ngon ấy, thì mình sẽ phải có những cái nguyên liệu như thế nào không ạ? Để mà làm cái món ăn này thì ngon ấy, thì nguyên liệu đầu tiên ấy phải là thịt cá phải thật tươi. Dạ. Độ tươi mà mình lúc mình sơ chế thật nhanh. Để làm gì? Để thật nhanh để cho có độ kết dính của cá và giữ được nguyên vị ngọt của cá. Đấy, với cả cái món ăn nó không bị tanh. Chế biến thêm một chút thịt đầu vai hay gọi là vai giòn ấy. Dạ. Một chút giò sống để tạo cho hương vị cái món ăn này không bị khô, để nguội mình dán lên vẫn ngon, nó không bị bở. Ngoài ra thì em thấy còn rất nhiều những cái gia giả bên ngoài nữa. Thì chị có thể chia sẻ một chút là những cái gia giản không thể thiếu trong cái món ăn này nó là gì ạ? Gia giản không thể thiếu như thế là này. Dạ. Và nguyên liệu chính là nước mắm, đậm bằng nước mắm, hành khô, tiêu, một chút đường, ớt xay thì là không thể thiếu được. Cái món ăn này cũng rất là đơn giản thôi. Nếu mà mình ngại mình không dạ tay thì có thể mình xay cũng được. Dạ. Thế nhưng mình xay với điều kiện là xay máy rất là nhanh, không được để nóng máy quá. Nếu mà mình xay lâu quá thì nó sẽ hết cái độ dẻo dính của cái giò cá. Nó sẽ không được ngon. Các cái công đoạn nó vừa phải đủ này mà vừa phải chuẩn. Đúng rồi. Thì nó mới ra được cái món nó như thế này đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Là lúc mình trộn để trộn đều. Ừ. Đấy là kết dính. Đây là chị mới chỉ trộn sống thôi mà em thấy cái mùi vị của nó cũng đã rất là thơm rồi. Rất là thơm. Mình sẽ trộn như thế này trong vòng bao lâu ạ? Trộn trong vòng khoảng độ 5 phút thôi em ạ, để cho nó kết dính. À. Xong rồi mình sẽ viên tròn từng viên một. Cái món này thì mình có thể nặn theo nhiều kiểu không hả chị Vân? Chị làm được nhiều kiểu em ạ, ví dụ nặn dẹt, cái ấn dẹt này thì là mình rán, mình chiên giòn. Còn nặn tròn, nhỏ nhỏ như này thì mình chiên giòn lên, nhưng mình thả vào lẩu hoặc là vào bún. Với cái món chả cá rô này thì mình thay nguyên liệu nó là loại cá khác thì có được không chị nhỉ? Cũng được em ạ, ví dụ như là cá chấm, cá lăng, cá khoai sông ấy em. Dạ. Nhưng mà thật ra cá rô rất là thơm, dễ ăn, cái chính là lốc lọc nó không bị xương. Một cân cá xay này mình cho khoảng độ một lạng thịt, 100g thịt và 100g giò sống. Vâng. Đấy, và một khoảng độ 10g thì là. Dạ. 20g hành. Đấy là. Đấy. Một chút nước mắm vừa đủ. Vâng. Mì chính, một chút đường. Và khi mà mình đã có những cái miếng chả trông khá là vuông vắn như thế kia thì mình sẽ chiên qua dầu đúng không ạ? Đúng rồi. Chị Vân mới để vào chiên thôi mà em đã thấy cái mùi nó rất là thơm rồi. Cái món này khi mà mình chiên thành những cái viên nhỏ thế này thì thả với ăn với lẩu riêu hay lẩu cá thì cũng rất là hấp dẫn đúng không chị? Lẩu cá, lẩu riêu hoặc bún cá. Liệu với cái cách làm cũng như thế này nhưng mà mình thay sang cái nguyên liệu khác thì có được không hả chị Vân? Cũng được em ạ. Ví dụ chị làm cả chả ốc nữa, thay cá rô bằng ốc. Vâng. Rất là ngon, dễ ăn. Ốc thì sẽ không làm thì là và làm bằng lá lốt. À. Đấy. Với cái món chả cá rô Hồ Tây này thì mình sẽ ăn như thế nào chị Vân? Món chả cá rô tuyệt vời nhất là mình chấm với cả nước mắm, mắm nguyên chất, pha một chút tiêu, cả mấy lát ớt. Vâng. Món ăn trông thì có vẻ đơn giản nhưng mà khi mình bày biện lên thì nó rất là hấp dẫn. Bây giờ thì em sẽ xin phép thưởng thức món chả cá rô Hồ Tây của chị nhé. Dạ, chị mời em. Dạ. Miếng chả ở ngoài nó giòn giòn dai dai nhưng mà ở bên trong thì rất là mềm và ngọt. Cái hương vị cá rô ngọt tự nhiên ấy rất là ngon. Và quan trọng là chút thì là này, ớt này, cũng như là hành khô ở trong cái món ăn này nó hòa quyện với nhau, ăn rất là hợp miệng.
đối với cái món ăn này thì em chắc chắn rằng là ngay cả các em nhỏ cũng rất là yêu thích. Đúng rồi. Chưa kể là mình có thể ăn cùng với bún, ăn cùng với cơm, thậm chí là thả lẩu cũng rất là hay. Một lần nữa thì rất cảm ơn chị Vân với cái món chả cá rô Hồ Tây rất ngon và hấp dẫn ngày hôm nay. Và Cương cũng rất hy vọng rằng sau chương trình này thì mọi người có thể tự làm ở nhà để cùng thưởng thức với gia đình nhé.